người nhé. Hôm nay chào mọi người đã đến với kênh của Tùng Review nhé. Kênh Tùng Review hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy đầy đủ các công nghệ nhưng mà giá chỉ tầm khoảng 550 đô lại thôi các bạn, 550 đến 600 đô lại thôi đó, đầy đủ tính năng công nghệ. Đó là dòng máy tương đối cao cấp của Yolo bạn. Rồi thì cái dòng máy Yolo này các bạn, đấy đây là một dòng máy tại sao mình nói đặc biệt đấy, thì lát nữa mình sẽ đi sâu nha các bạn. Đấy thì nhìn vào cái con Yolo này các bạn nhìn này, đấy nó có tên là Yolo là Poseidon nha các bạn. Đấy có hai màu chủ đạo, đó là màu đen và màu vàng đó, đen vàng nha các bạn. Đây các bạn nhìn toàn thân nó này. Đó, nhìn cũng khá là đẹp các bạn nhé. Nó tô điểm thêm màu vàng rất là đẹp. Đấy. Thì cái con này đặc biệt thế nào các bạn? Đó là nó sử dụng cái tay vây ren vặn. Đó, ren vặn nha các bạn nha. Các bạn nhìn nè, ren vặn. Đây, ren vặn, nó cục. Đây. Và cái đặc biệt nữa, ren vặn này các bạn nhìn nè. Cái ren vặn này nó sử dụng cái núm tròn các bạn nha. Đó, núm tay cầm tròn, đây ren vặn. Ren vặn 2 tầng nha các bạn nhé. Cái này khó lấy nét các bạn coi. Mình không lấy nét được kìa ta. Nói chung là đây là tay vây ren vặn nha các bạn nhé. Đây, tay vây ren vặn. Tay vây ren vặn này, các bạn nhìn nè. Đây. Rồi, thì tay vây ren vặn này các bạn có thể là đổi chiều trái phải đều được nha các bạn, trái phải đều được nha. Mình thì mình thuận trái nên mình sẽ gắn bên tay trái. Rồi, khi bạn dàn xong các bạn nhớ siết nhẹ lại xíu nha. Đấy, thì đối với cái dòng mà tương đối rẻ tiền này á, thì mình khuyên các bạn không nên tháo ra, tháo vô cái ren vặn này, thì nó sẽ rất dễ bị nó nhanh mòn các bạn, theo mình vậy thôi nha. Vẫn là một lời khuyên như vậy. Đây cũng tròn rất là đẹp, có sẵn luôn nha các bạn, các bạn vừa khỏi cần phải độ nha. Đây đấy, cối kim loại, tay vây kim loại, nhựa tổng hợp, nhưng mà nhựa này nhựa cao cấp nha các bạn nha. Đây nhựa cao cấp đấy. Thì theo kèm với nó sẽ có một cái hộp các bạn, hộp đó, ghi đầy đủ hàng chính hãng, nó có đầy đủ thông tin các bạn nhé. Đấy nó đó là 9+1 building, size này size 6000 các bạn nhé, nặng 432g nè, cước nó bạn vô nè 0.47 175m nè. Đấy dòng tua nó là 511 nha các bạn. 9+1 bạc đạn này mình không biết là đúng hay không nha. Đấy đây nó sử dụng cái tính năng ABS luôn các bạn nhé, cái máy này nè nó có ABS luôn nha các bạn. Đó nó có tích hợp, nói chung thì con máy này nó có đầy đủ hết tất cả cái tính năng của cái dòng mà tương đối cao cấp nha các bạn nhé. Đấy nhưng mà giá nó mình mua là khoảng gần 600, khoảng 590 các bạn tập hợp này. Đấy khi nếu mà các bạn muốn cái dòng giá rẻ mà xài bền đó thì các bạn nên có thể chọn máy Yolo này đó, tôi đang vặn luôn cho các bạn luôn. Đấy tôi dùng Yolo này các bạn là máy của Đài Loan đó, có sao nói vậy, máy Đài Loan. Nhưng mà máy Đài Loan này, Yolo này là nó có thương hiệu lâu lắm rồi các bạn ạ. Đấy nên các bạn chọn nó thì yên tâm nha, vừa độ bền của nó. Không tin các bạn xem những cụ các anh xài máy Yolo coi, cực kỳ bền luôn. Đấy thì mình thì cái dòng này á, 500 máy này tương đối cao cấp rồi các bạn. Đấy mình ra những cái tiệm có như các bạn có thể liên hệ như là đồ câu Thanh Tuấn bên quận 9 đó các bạn. Cho mình không có BR tiệm nào bạn, mình sẽ giới thiệu bạn tiệm có thôi, hay là đồ câu Tuấn Hàng Xanh đó các bạn, hay là Yuka Cần Thủ ở dưới Gò Vấp đó các bạn. Còn Tuấn Hàng Xanh thì ngay chỗ Điện Biên Phủ các bạn. Đấy các bạn gần chỗ nào mua vô đấy. Đấy mình quay thử các bạn coi nha. Đấy, rất là êm mượt nha, đừng quay nè. Đấy rất là nhẹ nhàng nha. Tiếng mô binh đó nè. Tiếng mô binh của con này nó không có được to lắm đâu các bạn, tiếng nó cá kéo vẫn được thôi, nó không có phê lắm, nó không gọi là phê, tại vì thường thường tiếng rát to nó không phê các bạn, nhưng con này không có được phê lắm. Đây cái cối làm rất là đẹp nha các bạn nha. Đây
nó vẫn có vòng bi nhá. Ui, hôm bữa mình câu giờ mình chưa có vệ sinh các bạn, nó hơi dơ xin. Đấy, đây nó hơi dơ cát này, mình chưa vệ sinh, lát nó chắc mình vệ sinh lại. Đây vòng bi này, nói chung vòng bi này giống như mấy clip trước mình nói á, nó sẽ giúp cước mình nó trơn mượt hơn các bạn, nó không bị nổ dây á. Đấy, cước này mình xài là không giống 52 này các bạn, cước mình vô rồi này. Đây mình quấn cái đai lại, mình mở cái nội thất bên trong các bạn coi này. Nó tích hợp là sao các bạn, khi các bạn mới nó sẽ kêu á. Đấy, đây bên trong đây coi này. Dịch mà ngồi đang nói review mấy cái máy câu mà tốt mà ok thì cho các bạn tham khảo, các bạn thích thì mua. Đây bên trong nó lấy cò này, đây lấy cò truyền thống nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn đặc biệt đó này, cái cốt nó khoảng hơn 5 ly các bạn nhé, nó có hai cái miếng đệm này trên này, vòng bi này, tiếp tục là tiếp theo là vòng bi này. Cái máy này đặc biệt cái nó thiết kế vòng bi, vòng bi chất chạy này nè, đây vòng bi này các bạn nhìn này. Đấy các bạn có các bạn mà xài bền nó mua giá rẻ hai chọn con này nha các bạn, cực kỳ ok luôn. Đấy đây ánh răng kim loại này, phát ra âm thanh này, bên trong nó này, đấy hai cái ngàm nó này các bạn, cực kỳ tốt nha các bạn. Này, hai ngàm nó đấy. Đây tiếng nó này các bạn nghe này, thấy không? Đấy giá các bạn nhé, các bạn nhớ giá con này dao động khoảng 550 đến 600 ngàn nha các bạn nhé. Đấy và dòng này hiện tại hàng rất là hiếm nha các bạn. Đấy hai cái shop mà còn hàng á, các bạn có liên hệ nha. Đấy quay lại các bạn con lần nữa nè. Đấy BD máy Yolo Bicedon hoặc là gọi tắt là máy BD. Đấy thấy cực kỳ đẹp không các bạn? Đấy, thấy chưa, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn thích thông mua dòng này giờ kéo. Đấy, câu sông, câu hồ cũng được luôn, câu gì cũng được hết. Size 6.000 vô nhiều cước, size 4.000 thì nhẹ nhàng hơn các bạn nhé. Đó, tùy theo cái mục đích và cái chiều dài cần mình lựa chọn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Rồi, nếu thấy hay thì các bạn đã lại một follow với mình nha. Follow, để mình ra nhiều cái video tiếp theo và một cái máy câu giá tốt cho các bạn tham khảo nhé. Rồi cảm ơn các bạn nhé. Chào mọi người.